Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam cùng với Thi Nhung và phần phụ đọc của Quang Hùng. Và ngay sau đây là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên cho biết nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đóng cửa biên giới với Lào để ngăn ngừa dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Trong lúc lời kêu gọi đóng cửa biên giới Việt Nam và Trung Cộng để ngăn dịch virus corona không được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đáp ứng, thì công luận lại vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng chính quyền tỉnh Quảng Trị đã đóng cửa 4 cửa khẩu phụ dọc biên giới Việt-Lào. Nhà cầm quyền cho biết nguyên nhân đóng 4 cửa khẩu tại huyện Hướng Hóa, Đắk Rông là do những nơi này không có hệ thống kiểm dịch, trong lúc nguy cơ xâm nhập dịch bệnh khá cao. Việc đóng cửa sẽ tiếp tục cho đến khi dịch bệnh do coronavirus gây ra không còn là mối lo ngại. Trong thời gian này, các hoạt động qua lại biên giới buộc phải tạm dừng. Nhà chức trách không cho biết tên của 4 cửa khẩu bị đóng. Trước đó, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại biên giới Việt Nam và Trung Cộng được ghi nhận đều là do phía Bắc Kinh chủ động, còn phía Hà Nội chỉ là chấp hành. Việc tạm ngừng xuất nhập cảnh khách du lịch qua lại giữa hai nước Việt Nam và Trung Cộng kể từ ngày 26 tháng 1 cũng được cho là theo đề nghị từ phía Trung Cộng. Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam 14 triệu yên để phòng dịch coronavirus. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản gọi tắt là GICA sẽ chuyển lô hàng viện trợ trị giá 3 tỷ đồng tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để hỗ trợ cho Việt Nam ứng phó với dịch coronavirus. Lô hàng gồm nhiều loại sinh phẩm trị giá khoảng 14 triệu yên, tương đương 3 tỷ đồng Việt Nam để thực hiện các xét nghiệm phát hiện nhanh và chính xác virus corona chủng mới. Theo đó, lô hàng đầu tiên đã được đưa đến Việt Nam vào ngày 7 tháng 2. Trước đó, sau ca nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Sài Gòn ngày 23 tháng 1, một bác sĩ người Nhật cũng là một chuyên gia của GICA đang làm việc tại bệnh viện này đã cung cấp các tài liệu tham khảo cho bệnh viện và hỗ trợ đào tạo cho các bác sĩ nhằm ứng phó với dịch bệnh. Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 7 tháng 2, Việt Nam ghi nhận 13 trường hợp nhiễm virus corona, 90 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly, 287 trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm đang được cách ly. Trong khi đó, thì chính quyền ở Hải Phòng đã yêu cầu nhà hàng khách sạn không được tiếp đón khách Trung Cộng. Vào hôm 7 tháng 2, chính quyền thành phố Hải Phòng đã phát đi một văn bản yêu cầu các nhà hàng khách sạn không được tiếp nhận và phục vụ người Trung Cộng, Hồng Kông, Đài Loan và Macau từ sau ngày 2 tháng 2. Quyết định này được cho là biện pháp cấp bách nhằm phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp, có hiệu lực từ ngày 5 đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2020. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đang tiến hành thiết lập các khu cách ly y tế đối với những người đến từ Trung Quốc để xa giám sát. Yêu cầu trên được đưa ra sau khi thành phố này trước đó đã không cho phép gần 100 người Trung Quốc quay lại làm việc tại công ty Gina International Việt Nam thuộc khu công nghiệp V-Ship Thủy Nguyên sau Tết Canh Tý. Quyết định trên của chính quyền Hải Phòng được cộng đồng mạng vô cùng tán thưởng. Được biết, tại thời điểm giữa tháng Giêng, Hải Phòng có hơn 3.000 người Trung Cộng sinh sống và làm việc. Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 1, lượng người này về Trung Cộng ăn Tết, trong đó có 23 người quê ở Vũ Hán là tâm dịch virus corona. Số người này xuất cảnh qua phi trường Cát Bi, Nội Bài hoặc cửa khẩu Móng Cái và Lạng Sơn. Thưa quý vị, người dân bỏ làm việc và đứng đợi trong mưa lạnh để được nhận khẩu trang miễn phí. Chỉ mở cửa 4 tiếng đồng hồ vào thứ Bảy hàng tuần, nhiều người đã chấp nhận nghỉ làm tới chợ thuốc lớn nhất ở Hà Nội tại quận Thanh Xuân để xếp hàng nhận khẩu trang miễn phí. Trước khi dịch corona xuất hiện, khẩu trang y tế là một mặt hàng hết sức bình dân, có thể mua được tại tất cả các hiệu thuốc cũng như hàng tạp hóa. Thế nhưng thời gian gần đây, mặt hàng này đang được săn đón hàng đầu. Mặc dù theo thông báo, 9 giờ mới bắt đầu phát miễn phí khẩu trang, nhưng ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân mặc áo mưa xếp hàng tại chợ thuốc Halupico. Vì lượng khách tới nhận khẩu trang quá đông nên mỗi người sẽ phải ghi số thứ tự và cung cấp thông tin để bảo đảm ai cũng có thể nhận được khẩu trang với số lượng giới hạn. Theo ghi nhận thì không chỉ có thanh niên xếp hàng mà cả những cụ già cũng dắt theo trẻ nhỏ tới nhận khẩu trang vì không có người trông coi trong bối cảnh hầu hết các trường học đều đang đóng cửa. Mỗi người khi tới đây sẽ được phát tối đa 4 chiếc khẩu trang y tế. Với tâm lý lo sợ bị nhiễm bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán, nhiều người đã cố tình đến bệnh viện khai gian, giả bệnh hoặc là bịa chuyện để mong được bác sĩ cho làm xét nghiệm virus corona. Đó là nhận định của đại diện Bệnh viện Nhiệt đới Sài Gòn đưa ra vào hôm 7 tháng 2.
Bệnh viện này cũng cho biết muốn làm xét nghiệm PCR để xác định một người có nhiễm coronavirus, bệnh viện phải hội chẩn với CDC. Điều này điền đầy đủ yếu tố dịch tễ, sau đó mới lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến viện Pasteur để làm xét nghiệm. Do đó không phải ca nào muốn làm xét nghiệm, bác sĩ cũng đồng ý thực hiện. Ngoài ra, việc xét nghiệm coronavirus không giống như các xét nghiệm thông thường khác như máu, X-quang, người bệnh phải có đầy đủ các yếu tố nghi ngờ mắc bệnh. Đồng thời, các trường hợp làm xét nghiệm buộc phải vào khu cách ly riêng biệt cho đến khi có kết quả. Việc xét nghiệm cách ly xuất phát từ hành vi khai gian, giả bệnh, nếu vô tình thông tin này lan truyền đến địa phương, sẽ ảnh hưởng đến chính cuộc sống của bản thân người bệnh và gia đình. Việt Nam tăng mức độ đối phó với dịch cúm gia cầm H5N1. Trong văn bản khẩn cấp vào ngày 5 tháng 2, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra yêu cầu cụ thể để chống lại dịch H5N1 từ Trung Cộng đang bùng phát sang Việt Nam. Trong đó, Bộ Y tế được yêu cầu phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh trên người, cách ly để giải quyết tận gốc và sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân. Trong khi đó, Bộ Công an được yêu cầu phải bắt giữ và xử phạt nghiêm các vụ nhập cảnh trái phép và gia cầm và sản phẩm gia cầm. Bộ Nông nghiệp phải phát hiện sớm và giải quyết ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan. Mục tiêu chung là ngăn chặn không cho dịch cúm gia cầm vào Việt Nam, nhằm tránh hiện tượng dịch chồng dịch trong bối cảnh bệnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành. Được biết hiện nay, các tỉnh thành tại Việt Nam đang phải đối mặt với dịch cúm gia cầm AH5N1 có nguy cơ lây lan từ Trung Cộng sau khi nước này công bố dịch bệnh trên bùng phát ở tỉnh Hồ Nam gần biên giới Việt Nam. Trong ngày 7 tháng 2, một ổ dịch cúm AH5N6 đã xảy ra tại xã Huỳnh Hồng, Nghệ An. Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành tiêu hủy hàng trăm ngàn con ngan và gà. Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam yêu cầu đưa tiền mới vào lưu thông trong bối cảnh dịch bệnh virus corona đang hoành hành. Hôm 8 tháng 1, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết thanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong giao dịch ở Việt Nam. Hiện nay vẫn chưa có đủ phương tiện để khử trùng tiền mặt. Hơn nữa, việc này có thể gây chậm trễ và gián đoạn trong giao dịch. Do đó, để giảm rủi ro lây nhiễm của dịch bệnh, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu ngân hàng các tỉnh và thành phố lên kế hoạch đưa tiền mới vào lưu thông. Với số tiền cũ nhận về từ khách hàng, các ngân hàng sẽ tạm thời lưu trong khu vực cách ly với thời gian đủ lâu và đưa vào sử dụng ở thời điểm thích hợp, vẫn bảo đảm an toàn khi giao dịch. Về rủi ro lây bệnh qua giao dịch tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo mọi người dân, bên cạnh việc dùng các biện pháp để bảo vệ bản thân, thì cần hạn chế dùng tiền mặt, hạn chế tiếp xúc đến chỗ đông người, tăng cường sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thông tin cập nhật đến ngày 8 tháng 2, trên thế giới đã có 34.878 người mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán, có 724 ca tử vong. Tại Việt Nam đã có 13 trường hợp dương tính với virus corona, trong đó có 6 công nhân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. Cảnh báo tình trạng khách hàng bị lừa đảo khi mua khẩu trang qua Facebook. Trước tình hình ngày càng lan rộng của dịch viêm phổi do virus corona gây ra, mặt hàng khẩu trang đã trở nên vô cùng khan hiếm và đặc biệt là những loại khẩu trang được quảng cáo là có thể ngăn chặn dịch bệnh. Từ đó xuất hiện nhiều vụ việc bán khẩu trang dởm với giá cắt cổ hoặc rao bán là khẩu trang với tính năng phòng chống dịch bệnh. Thế nhưng thứ mà khách hàng nhận được lại là khẩu trang vải hoặc là lá khô. Trang Facebook mang tên khẩu trang 3M Postmart của Việt Nam đã vừa bị rất nhiều người phản ánh là lừa đảo khi giao hàng cho khách hàng là những thứ như vừa nêu. Theo đó, chủ của trang Facebook này yêu cầu người mua chuyển khoản trước rồi mới được nhận hàng. Cũng theo rất nhiều khách hàng bị lừa theo thủ đoạn này, thì sau khi họ để lại lời bình luận trên cảnh báo những người khác về cách buôn bán thất đức của trang này, thế nhưng ngay sau đó, bình luận của họ đã bị xóa đi. Khu cách ly giả chiến đã được dựng lên ở thành phố Sài Gòn. Khu cách ly được dựng lên từ dãy nhà của Công an quận 3 với quy mô hơn 40 giường bệnh, có sức chứa 60 người, dùng để tiếp nhận các ca nghi nhiễm coronavirus. Mỗi phòng cách ly rộng khoảng 25m², đặt từ 2 đến 3 giường bệnh. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Khu cách ly do Bệnh viện quận 3 quản lý hoàn thành vào ngày 4 tháng 2. Nơi này có diện tích khoảng 1.700m². Chính quyền địa phương cho biết khu vực trên chỉ thực hiện cách ly, kiểm tra sức khỏe và chăm sóc chứ không có chức năng điều trị bệnh. Nếu những ca cách ly tại đây có dấu hiệu phát bệnh trở nặng sẽ được chuyển lên các bệnh viện lớn để điều trị kịp thời.
khu cách ly luôn đóng kín cửa, hạn chế người ra vào và sẽ được duy trì cho đến khi nào hết dịch này. Được biết trước đó vào ngày 2 tháng 2, một người đàn ông quốc tịch Hoa Kỳ dương tính với coronavirus được phát hiện tại khách sạn ở quận 3. Sau ca nhiễm trên, Sở Y tế đã xây dựng khu vực cách ly này để đưa 18 người gồm nhân viên và khách nước ngoài đã lưu trú tại khách sạn trên vào đây ở. Tuy nhiên những người này từ chối và xin ở lại khách sạn để tự cách ly. Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại bãi phế liệu rộng hàng ngàn mét vuông. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát tại một bãi phế liệu nằm trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn, thị xã Thuận An. Vào khoảng 12 giờ ngày 8 tháng 2 và đã nhanh chóng lan rộng do bãi phế liệu này chứa rất nhiều vật liệu dễ cháy. Tới 2 giờ rưỡi cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Theo ghi nhận, khoảng 2.000 mét vuông diện tích bãi phế liệu bị ngọn lửa bao trùm. Những cục khói bốc cao ở nơi cách xa hơn 10 cây số cũng nhìn thấy. Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong vòng chưa đầy 3 tháng qua đã xảy ra các vụ cháy bãi chứa phế liệu quy mô lớn tại Bình Dương. Các bãi phế liệu thường chứa nhiều chất thải nguy hại, gây nguy hại nghiêm trọng cho môi trường và sức khỏe của người dân. Công an tỉnh Bình Dương cho biết sẽ làm rõ nguyên nhân, trong đó xem xét có khả năng đám cháy có chủ đích do con người tác động hay không. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam cùng với Thi Nhung và phần vừa đọc của Quang Hùng. Chúng tôi kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.